Xin chào các bạn, trên tay mình là cái Vivo Fit 4, cái vòng theo dõi sức khỏe của Garmin. Đặc điểm nổi trội nhất của vòng này là nó có thời lượng sử dụng pin lên đến 1 năm luôn. Tức là các bạn không cần phải lo lắng gì đến việc sạc pin cả, chỉ cần mua và xài thôi. Thiết kế của nó rất là truyền thống như thế này, là kiểu vòng đeo, nó sử dụng cái khóa như là khóa đồng hồ. Cái mặt trước của đồng hồ rất là đơn giản, nó chỉ có màn hình 11mm như thế này và một cái nút nhấn. Màn hình này là màn hình có thể hiển thị rất là tốt ngoài nắng, cho nên các bạn ra nắng là có thể xem được. Và màn hình này cũng có đèn nền, khi các bạn vào trong tối thì cũng xem được luôn. Các bạn nhấn nút này để chuyển qua những cái chức năng khác nhau. Đây là đồng hồ, mặt đồng hồ xem giờ. Và các bạn có thể tùy biến được cái mặt đồng hồ này luôn. Xem ngày, đếm bước chân đã đi được. Đây là tổng số bước chân target trong ngày hôm nay mình nên đi được. Do mình mới đeo cái này nên nó đề nghị là mức thế này và các bạn có thể tùy chỉnh được. Đây là quãng đường đã đi được trong ngày hôm nay. Đây là cái năng lượng mình đã tiêu thụ trong ngày hôm nay. Và đây là intensive minute, tức là những cái thời gian mà mình đã tập luyện nghiêm túc. Thì hôm nay mình chỉ ngồi trên văn phòng thôi, cho nên là cái này đang báo là bằng 0. Ngoài ra thì các bạn có thể viết những cái dòng chữ hay hay. Để truy cập vào những cái menu sâu hơn thì các bạn nhấn giữ. Khi nhấn giữ thì đây, chúng ta vào menu sâu hơn và cũng nhấn nút để chuyển qua, chuyển lại. Và để kích hoạt cái nào đó thì chúng ta lại nhấn xuống. Cái vòng đeo giá rẻ nó chỉ có một cái cảm biến duy nhất là cái cảm biến da tốc kế giúp đo cái bước chân của các bạn. Và từ bước chân này nó suy ra được cái calorie tiêu thụ, nó suy ra được cái quãng đường các bạn đi. Và nó cũng có những cái phật toán bên trong, nó có thể phát hiện ra là ví dụ như các bạn chạy bộ. Thì khi các bạn chạy bộ thì nó sẽ tự động ghi lại kích hoạt cái chức năng chạy bộ. Hoặc là khi các bạn đi bộ, hoặc là khi các bạn chạy trên máy thì nó cũng có tự động phát hiện ra được những hoạt động của các bạn và nó sẽ lưu trữ lại. Ngoài ra thì nhờ vào cảm biến chuyển động thì nó cũng có biết được các bạn là ngồi lâu hay không lâu và nhắc các bạn đứng lên. Thì cái này gọi là tính năng True Up và Move IQ của Garmin. Một số tính năng khác của này là giúp các bạn tìm được điện thoại. Nó có thể kết nối với điện thoại. Cái này không có dùng để báo tin nhắn hay gì đó được cả, bởi vì thời lượng pin nó rất là lâu cho nó không có sync liên tục với điện thoại, mà mỗi ngày nó sync một vài lần nào đó, hoặc là các bạn có thể tùy chọn cho nó sync nhiều hơn. Để truy cập những cái tính năng nâng cao của Vivo Fit 4 thì các bạn có thể dùng cái app. Ở trong app này các bạn có thể là cài đặt thêm những cái dường như là báo giờ, Activity Tracking, Move IQ là nó tự động phát hiện ra những cái cử động của các bạn. Ví dụ như tự động phát hiện các bạn chạy hoặc là dùng máy elliptical. Thì khi mà phát hiện ra những cái đó thì nó sẽ tự động ghi lại luôn. Tùy chọn những cái kiểu mặt đồng hồ khác nhau hoặc là chọn những cái màu theme khác nhau. Cái Vivo Fit này có hai cỡ là cỡ vừa hoặc là cỡ lớn. Cái mình đang cầm trên tay là cái cỡ vừa. Thì có vẻ là dây nó hơi ngắn chút xíu, nếu các bạn thích thì có thể mua cái cỡ lớn hơn. Ngoài ra thì cái này cũng rất là đơn giản thôi, nó không có GPS, không có bất kỳ cảm biến mà phức tạp nào cả. Sau 1 năm sử dụng mà nếu như các bạn hết pin á thì các bạn sẽ tháo nó ra thay pin. Tháo ra như thế này. Ở đây có 4 con ốc. Tháo ra và các bạn mua viên pin khác để gắn vào là xong thôi. Cái này đang được bán chính hãng Việt Nam với giá khoảng chừng 1.990.000. Cảm ơn các bạn, mình là Nam Em, tin tới.vn. Và đây là cái Garmin Vivo Fit 4.